Để tới tất cả mọi người trong hôm nay, để cho chương trình karaoke của chúng ta thêm phần sôi nổi, thì tất cả trước mặt chúng ta đã có những chai sân banh rồi. Tôi mong muốn tất cả chúng ta sẽ mở lổ sân banh để cho nên chúc mừng cho kỷ niệm ngày cưới 30 năm của anh chị Hợp Ngọc, và để cho đêm karaoke là thêm vui như vậy, và vì có thêm một chút men thì bao giờ là nó sẽ hứng khởi hơn. Cho nên là mong tất cả mọi người chúng ta khi nào xong tôi ôm 1, 2, 3 tất cả chúng ta cùng nổ nhé. Chúng ta chuẩn bị tất cả các cái vạn ra xong chưa, xong chưa nào, chưa hả? Ok, chuẩn bị nào. Và đây là một cái giây phút rất là hạnh phúc của gia đình anh và tất cả mọi người chúng ta. Thay 1, 2, 3 nổ hồ, chúc mừng, chúc mừng. Chúng ta sẽ đi diễn sân bay này để mừng hạnh phúc cho đôi vợ chồng Hường và Ngọc. Để tiếp theo chương trình là tôi mời chị Thanh Hoa sẽ lên hát với chúng ta một bài hát Thiền Hoa. Xin một tràng vỗ tay cho chị Thanh Hoa. Chị từ Việt Nam qua, không phải đường xá xa xôi cho nên là chị cũng đã đến bắt vui chúng ta. Thank you.
đã đi một chặng đường rất là dài đến đây để góp vui Ramadan dành chị Hương và con. Xin cảm ơn chị với bài hát rất là hay, rất là tình cảm ý nghĩa trong buổi 35 ngày.